nên giữ tâm thoải mái. Hỏi: mẹ em trước khi về Việt Nam ở bên đây rất tinh tấn niệm Phật, mỗi ngày đều tụng kinh A Di Đà. Trong thời gian ở Việt Nam, mẹ em có nhiều biểu hiện khác lạ, em không biết giải thích làm sao, chỉ biết rằng dường như có oan gia trái chủ theo sát. Tụi em rất lo lắng, ngoài việc niệm Phật cầu xin chư Phật gia hộ, tụi em không biết phải làm sao. Trả lời: kính bác sĩ Diệu Huệ, Diệu Âm xin gửi lời thăm cụ Diệu Thiện, mẹ của bác sĩ. Cụ Diệu Thiện tâm đạo rất tốt, biết niệm Phật, biết đường cầu dẫn sanh tịnh độ, như vậy là tốt. Mong gia đình yểm trợ cụ cho trọn vẹn. Ngoài ra không có gì trở ngại đâu. Khi về Việt Nam qua, nhiều khi thay đổi không khí nên khó chịu một vài hôm đó thôi. Trước tiên xin cô Diệu Huệ hãy an lòng về người mẹ. Diệu Âm thấy cụ rất hiền và đáng kính. Điều thứ nhất, tại sao lại nghĩ rằng có quan gia cái chủ theo? Có thấy không hay chỉ nghĩ như vậy thôi? Một, nếu thấy rõ ràng có quan gia cái chủ thì mình mau mau cầu giải liền đi, bằng cách thành tâm sám hối nghiệp chướng, sám hối những lỗi lầm của mình, nhất định đừng làm sai trái nữa, nhất là chấm dứt sát sanh. Thành tâm khuyên quan gia thái chủ niệm Phật cầu siêu sanh là hay hơn hết. Đừng nên bám víu vào cõi vô thường đau khổ này, làm chi cho thêm đau khổ. Còn mình thì ngày đêm tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho họ, cố gắng phóng sanh lợi vật để sám nghiệp, rất tốt. Hai, nếu chị nghĩ rằng là có quan gia chứ không biết sự thật như thế nào thì tốt nhất đừng nghĩ thêm nữa. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, những sự suy nghĩ của mình thường gạt mình vào những chỗ thật thật hư hư không tốt. Một nghi thì mười ngờ, một ngờ thì mười nghi, nghi ngờ ngờ nghi, cứ thế làm cho mình rối lên. Từ chỗ không có chuyện cũng thành ra có chuyện không tốt. Niệm Phật xóa tan tất cả ách nạn. Người niệm Phật được chư Long Thiên hộ pháp bảo hộ, làm cho mình an toàn. Niệm Phật có chư Bồ Tát gia trì bảo vệ, còn có điều kiện nào an tâm hơn? Những tâm niệm Phật thì tất cả những sự chập chững trong tâm sẽ tan biến. Niệm Phật mà tâm không an, chính vì mình còn thiếu lòng tin đó thôi. Hãy mau mau củng cố niềm tin cho vững vàng. Người niệm Phật thiếu niềm tin vững vàng thường bị những sinh hoạt chung quanh chi phối làm chao đảo. Người mới khởi phát tâm niệm Phật thường nên chuyên tu một thời gian mới tốt, chứ vội phát tâm làm việc đạo sớm. Vì tâm đạo thì có, nhưng lực thì chưa có, gọi là lực bất tòng tâm, cũng dễ gặp chướng ngại làm cho mình thối tâm bồ đề. Những chướng ngại này nói cho có vẻ phần học một chút, gọi là ma chướng. Ma chướng chính là những nghịch duyên làm cho mình thoái tâm. Ví dụ, mình muốn niệm Phật cầu vãng sanh, mình tin như vậy nhưng lý đạo chưa chắc gì đã thông suốt. Khi đi ra ngoài gặp người không hiểu đạo, họ chê bai, bài bác, ngăn trở hoặc không đồng thuận với mình, hoặc có những luận điệu phản chống lại, đây là những thử thách rất thường xảy ra, làm cho mình chao đảo và khoái tâm, nghĩa là lòng tin của mình bị giảm sút. Những gì làm cho tâm mình thối chuyển gọi là ma chướng. Bị ma chướng thật ra chỉ vì tâm mình chưa vững, thành ra bị hoàn cảnh chuyển đổi. Tâm không vững gọi là nội ma, hoàn cảnh hỗn loạn bên ngoài gọi là ngoại ma, hay gọi là thiên ma. Như vậy, ngoại ma hay nội ma đều do tâm của mình sanh ra cả. Tâm vững là chánh tâm, chánh tâm sẽ chuyển đổi hoàn cảnh theo chánh đạo, tất cả đều hỗ trợ tốt. Tâm không vững thì bị hoàn cảnh chi phối, chuyển đổi theo chiều hướng bên ngoài, gọi là tà đạo. Tà đạo này suy cho cùng là do tâm của ta không vững trước. Chánh là thẳng, là trực. Tu chánh là đi thẳng một đường tới chỗ thành tựu. Tà là không thẳng, đi xéo, đi luẩn quẩn, đi vòng vo. Tu tà là tu không thẳng.
Tu như vậy suốt cuộc đời, hết đời này qua đời khác, tu tới vô lượng kiếp cũng không tới đích. Tu hành mà không có đường rõ rệt, nhắm về tương lai mà không có hướng đến nhất định, thường bị vướng vào tệ hại này. Người tu hành mà không có sự hướng dẫn tốt thường bị vậy. Phật giáo là đạo thoát đi sanh tử luân hồi, thế mà nhiều người tu học Phật lại chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện vượt thoát sanh tử luân hồi, chưa có tâm muốn qua khỏi tam giới, không bao giờ nghĩ rằng mình có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để hoàn thành đạo nghiệp. Trong khi lời Phật dạy rõ ràng rằng niệm Phật giảng sanh Cực Lạc, bất thối thành Phật, tất cả đều do niềm tin quá bạc nhược, quá thiếu phước thiện, thành ra học Phật mà lại nghi ngờ lời Phật, không theo lời Phật dạy, không chịu y giáo phụng hành, ngược lại ưa thích chạy theo những thứ triết lý bóng bẩy của người đời, những kiểu lý luận lòng vòng của thế gian. Ở đó chỉ cần lòe ra một chút tâm lý thì mê tít, rồi mạnh dạn đem cả công phu và lý tưởng tu hành của mình đi đổi lấy từng chút hào nhoáng phù phiếm tạm bợ, tìm kiếm một vài cái phước báo nhỏ nhen trong tam giới lục đạo mà quên mất lối giải thoát. Tu hành như vậy, dù rằng tiếng là đang tu theo chánh đạo, nhưng kết cuộc không thể nào đạt được chánh quả. Tu mà không đạt được chánh quả thì nhất định còn bị trói buộc trong nghiệp ma. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy người quên mất tâm giác ngộ mà đi tu các hạnh lành, đó toàn là nghiệp của ma, là chỉ cho việc này đây. Tâm giác ngộ là tâm thành Phật. Muốn thành Phật thì phải về Tây Phương Cực Lạc. Vì về tới Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật, không lo chuyện thành Phật, chỉ dẫn dắt chúng sanh tạo nghiệp thiện, quên bẵng chuyện thoát ly sanh tử luân hồi, làm cho chúng sanh đời đời kiếp kiếp bị kẹt trong tử sanh, không thoát nạn được. Ngài Tịnh Nam nói, thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng, như vậy làm sao thành đạo? Cho nên, vì chúng sanh làm thiện mà không biết dạy hướng giải thoát thì chẳng khác gì giữ cho chúng sanh một miếng mồi thật ngon trong cái bẫy sanh tử. Ngược lại, người biết hướng giải thoát mà không chịu làm thiện chính là người biết được đường đi nhưng bị thiếu cơm ăn. Vì vậy tu thiện rất cần, nhưng xin đừng ngừng lại đây, hãy hướng tới tịnh nghiệp mới đúng. Trong kinh Phật có câu tâm tịnh quốc độ tịnh, hay nói ngược lại, tâm loạn quốc độ loạn, nghĩa là tâm mình vững vàng thanh tịnh thì hoàn cảnh chung quanh sẽ ảnh hưởng cái tâm của mình mà dần dần sẽ thanh tịnh. Ngược lại, tâm mình chưa có chỗ nương dựa vững vàng, còn chơi dơi thì dần dần sẽ bị xã hội lôi cuốn mà loạn lên, giống như xã hội đang loạn vậy. Chính vì vậy, chúng ta cần hàm dưỡng công phu, cố gắng niệm Phật cho nhiều. Khi ra ngoài gặp những người không biết tu hành, chống đối, hiểu lầm hay những sinh hoạt trái nghịch nào khác thì đừng nên chú ý đến, cũng đừng nên can thiệp vào. Tốt nhất là lánh xa để tâm ta khỏi bị chao đảo. Tâm chưa thanh tịnh rất cần hoàn cảnh thanh tịnh. Hãy cùng nhau tạo môi trường thanh tịnh để giúp đỡ nhau thoát được nhiều ách nạn. Sự lo lắng, buồn phiền, sợ sệt, nghi ngờ đều có ảnh hưởng không tốt. Những người chung quanh cố gắng đừng sơ ý tạo những ý tưởng tiêu cực. Đây là một thứ từ trường không tốt cho nhau. Người sắp chết mà ta biết cách hướng dẫn, họ còn vui vẻ, thích thú, dựng tâm để giảng sanh thay. Huống chi là sự nghi ngờ không căn cứ, một vài nét buồn man mác, du dơ. Trở lại chuyện cũ cụ, cụ bị khó chịu trong người, có lẽ vì thấy người thân của cụ bị bệnh, nằm trên giường nhiều năm mà cứu không được, nên đâm ra u buồn đó. Người chị em của cụ chưa hiểu đạo lắm, có vẻ còn sợ chết. Bên cạnh đó, tại địa phương chưa có ban hộ niệm, chưa ai nắm vững cách thức cứu người giảng sanh, chắc chỉ vậy thôi, không có gì liên quan đến quan gia thái chủ đâu. Xin bác sĩ hãy khuyên cụ rằng mỗi người đều có phần số riêng, nghiệp ai đấy trả. Mình biết đạo thì cố hết sức khuyên giải,
nhưng chưa được hay không còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên khác. Điều cần nhất là chính ta phải lo tu hành để thành đạo. Thành đạo rồi thì thiếu gì dịp để cứu độ nhau. Trong việc tu hành giải thoát, muốn giải thoát thì chính ta phải tự cởi mở những chướng ngại, buông hết những vướng mắc ra. Cứu người thì tốt, nhưng cứu người không được làm cho mình buồn phiền thì buồn phiền cũng là một sự vướng mắc. Tu hành thì tốt, nhưng mà tu mà thỏa mãn với công phu của mình thì cũng bị vướng mắc. Đã vướng mắc thì chính mình bị kẹt. Tu thì an nhiên là tốt, tất cả đều có nhân duyên quả báo. Thưa với cụ, nên tùy duyên để tâm mình thanh tịnh là điều tốt đẹp vậy. Khuyên cả gia đình đều phát tâm niệm Phật, cầu tam bảo gia trì, nên phóng sanh lợi vật, đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, thân quyến trong nhiều đời kiếp, để họ được lợi lạc. Khuyên họ nên niệm Phật, cầu giảng sanh tịnh độ. Riêng mình xác lập cho những đường giảng sanh, đừng chao đảo mà lỡ luống qua cơ hội này, khó tìm lại lắm. Chúc bác sĩ Diệu Huệ vạn sự kiết tường, chúc cụ vui trong tiếng niệm Phật giảng sanh. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 17 tháng 1 năm 2009. Nên vận động hộ niệm mới tốt. Hỏi: cách đây một tuần, Liên Hương có gửi email hỏi ý kiến của sư huynh để hộ niệm cho bác Nguyễn Thị Hùng, 92 tuổi, mẹ nuôi của Liên Hương. Bác này đã tu tập cả đời, nhưng từ 3 năm nay trở bệnh nặng, nhất là từ 3 tháng nay, bác không tự đi đứng được nữa. Ăn thì vẫn ăn được, nhưng lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi. Khi Liên Hương đến tụng kinh cho bác nghe, phải lay bác để bác tỉnh ngủ, nhưng nhiều khi mở mắt ra thì cũng nhắm lại ngay. Hình như là bác mệt mỏi không thiết gì nữa. Liên Hương thương bác lắm, tự hỏi nếu bác ra đi mà tâm không nhớ Phật thì công trình tu tập của bác cũng như không. Mỗi ngày Liên Hương tụng cho bác nghe kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm 37, sau đó niệm ba chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật. Theo sư huynh, Liên Hương tiếp tục như vậy hay tụng kinh khác? Mỗi lần đến, Liên Hương ngồi bên giường bác, gõ mõ, đánh chuông, lâu lâu sờ mặt bác, nhắc bác nhớ Phật. Có ngày Liên Hương hỏi bác nghe không thì bác nói có, vì là bác không phải hôn mê đâu, làm như bác không thiết tha gì nữa nên cứ nhắm mắt hoài. Lần nữa làm rộn sư huynh, nhưng Liên Hương lo quá, các con bác đều lai tây, anh chị ấy không biết gì hết về tống tán, nên từ lâu lắm rồi bác đã dặn dò Liên Hương mời thầy nào cho bác, vân vân. Tháng 3 này Liên Hương đi qua Úc thăm má Liên Hương ở Pơ, đến 15 tháng 4 mới về. Liên Hương sợ không biết có trễ quá không, xin cảm ơn sư huynh trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Trả lời: người già như trái chín cây, hãy mau mau lo liệu chứ nên lơ là. Người thế gian thọ đến trên 90 cũng đã quá cao, bao nhiêu khổ cực của cuộc đời này cũng đã quá đủ rồi. Mau mau hãy chán chê nó đi để quyết định cho tương lai. Điểm đầu tiên là người đã tu tập suốt đời nhưng sau cùng cũng không thoát khỏi nghiệp chướng báo hại. Đây là một bài học thích đáng cho mọi người. Tu thì tạo phước lành, phước lớn thì được hưởng phước. Phước này nếu có thì hưởng được phước báo nhân thiên, không tu thì tạo nghiệp xấu. Nghiệp xấu này gây chướng ngại cho đường giải thoát. Nhưng so sánh ra, một người trong thời mạt pháp này có nghiệp xấu ác nhiều lắm. Chính vì thế, dù có tu nhiều nhưng phước lành cũng có đè bẹp nghiệp xấu. Hơn nữa, việc tu hành đời này chưa đủ duyên để kết thành quả tốt để hưởng. Trong khi đó, có chừng nghiệp nhân trong quá khứ đã hợp được duyên mà phát sinh, dẫn vào các đường xấu ác để thọ khổ. Chính vì vậy,
tu hành phải biết cách tu mới có cơ hội giải thoát cảnh tử sanh. Nếu sơ ý sẽ mãi mãi lẩn quẩn trong cảnh luân hồi đau khổ. Tệ hơn nữa, nếu rơi vào tam ác đạo thì sự đau khổ này làm sao diễn tả cho nên lời. Vậy thì tu cách nào đây? Câu hỏi của cô Liên Hương thật là hay. Nếu bác ra đi mà tâm không nhớ Phật thì công trình tu tập của bác cũng như không sao. Muốn nhớ Phật thì ngày ngày phải niệm Phật, niệm mãi, cứ A-di-đà Phật mà niệm, niệm thành thói quen, không cần tìm hiểu gì thêm nữa, thì cuối cùng sẽ nhớ Phật thôi. Nhất định đừng rời câu Phật hiệu A-di-đà Phật nhé. Bộ ý niệm cuối cùng quyết định đời kiếp tương lai. Tu suốt đời nhưng không xác lập rõ đường đi nẻo về, cứ loay quay trong nghiệp nhân quả báo, thì sau cùng cũng theo nghiệp nhân quả báo mà thọ sanh. Nghiệp nào mạnh thì đó lôi mình đi, đi theo nghiệp thì làm sao thoát được nghiệp để vượt tam giới, thoát tử sanh. Phải xác định đường đi điểm về ngay bây giờ, chứ không phải chờ đến lúc sắp chết rồi mới tính, coi chừng quá trễ đó, ân hận cũng thành thừa. Tu thiện thì tạo nghiệp thiện, nhưng đừng quên rằng nghiệp chướng của chúng sanh thời này đã quá nặng, căn cơ đã quá thấp, trí huệ bị che lấp. Trí huệ đã bị che lấp nên thường mê mờ, nhiều vọng niệm, vọng tưởng sai lầm khởi phát ra, hướng dẫn tới những hướng đi sai lầm. Chính vì thế, dù có đang tu tập, vẫn có thể thường tạo nên nghiệp nhân xấu ác như thường. Một chứng minh cụ thể là có người tu hành suốt cả đời, nhưng sau cùng ngày ra đi vẫn bị mê man bất tỉnh, xuôi tay buông thần thức trôi theo dòng nghiệp lực. Tại sao vậy? Nghiệp chướng nặng. Nếu không bị mê man bất tỉnh thì nhiều lúc chính họ cũng không biết điểm về là đâu. Đường nào giải thoát, đường nào luân hồi, chắc chắn khó tránh khỏi những cạm bẫy hiểm nghèo của oán thân trái chủ. Đây là do nghiệp sát lớn quá, ma chướng nhiều quá. Như vậy, dù có tu cũng chưa chắc thoát nạn. Tu nhiều có phước, nhưng có phước mà không biết đường giải thoát thì nhiều lắm cũng hưởng một chút phước hữu lậu nhân thiên nào đó ở đời sau, vẫn còn trong cảnh lục đạo luân hồi, chưa thoát được đại nạn. Tu hành mà cứ nhắm đến những cảnh giới trong sáu đường sanh tử thì thật sự còn quá sơ sót vậy. Lý luận hay, kiến thức giỏi không phải là hay đâu. Nhìn vào đó coi chừng chúng sẽ là những mảnh gián kiên cố, kết thành cái hòm thật chắc, gói trọn huệ mạng của mình, chôn vùi trong cảnh sanh tử khổ đau vạn kiếp đó. Phải huân tu câu A-di-đà Phật, đó là đường đi. Phải phát nguyện vãng sanh hàng ngày, đó là điểm về. Phải xác định rõ ràng đường đi điểm về thì ngày mãn phần đâu sợ gì lạc đường nữa. Phải lo trước, đừng để tới đường cùng rồi mới tính. Không có phép màu nào đặc biệt dành cho ta đâu. Trở lại tình trạng của cụ, đây có lẽ là bệnh già, cụ sẽ yếu dần để chờ chết. Sự mệt mỏi là điều đương nhiên, không cần ngại. Hãy lựa lúc nào cụ thức dậy, tỉnh táo nhất, không ngủ để hộ niệm. Lúc cụ ngủ thì cần có người bên cạnh niệm Phật. Nếu cụ tỉnh lại thì lợi dụng lúc đó mà vui vẻ khuyến tấn, nhắc nhở, khuyên cụ mau mau buông xả tất cả, thành tâm niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hãy nói rõ với cụ, đến giờ phút này, nếu không chịu niệm A-di-đà Phật thì nhất định không còn lối thoát an toàn. A-di-đà Phật phát 48 đại nguyện độ tất cả chúng sanh, trong đó chắc chắn có cụ. Cụ tin tưởng niệm Phật cầu vãng sanh thì được vãng sanh thì thành đạo, sẽ sung sướng, nhất định không bị chết. Nếu cụ không tin tưởng, không chịu niệm Phật, không muốn vãng sanh thì chắc chắn sẽ bị chết, không ai cứu được. Chết thì bị đọa lạc ngàn vạn kiếp, bị khổ đau, dễ sợ lắm. Chính cụ phải tự niệm Phật, tự phát nguyện vãng sanh, không ai ép buộc cụ được.
chúng ta chỉ khuyên dùng nhiều tâm lý khuyên nhắc, đừng làm điều gì gây phiền não cho cụ. Chúng ta chỉ có tận sức để khuyên, còn kết quả thì phải tùy duyên thôi. Không nên nôn nóng, hấp tấp. Ví dụ, vì gấp muốn cụ niệm Phật mà cứ mãi đánh thức cụ dậy sẽ không tốt. Nên nhớ, cụ đang yếu đuối, đang mệt lả người. Nếu sơ ý cứ bắt cụ thức dậy để niệm Phật thì làm cho cụ bực mình, tự ái, bất cần, phiền não, không tốt. Tìm một cái máy niệm Phật để bên cạnh, để cụ được nghe thường xuyên câu Phật hiệu để nhập dần vào tâm. Hãy tìm người biết hộ niệm, đến niệm A-di-đà Phật mà hộ niệm cho cụ. Bác hộ niệm biết cách khai thị, khuyến khích, hướng dẫn. Trong giai đoạn này, tổ chức từng đợt niệm Phật bên cụ, khuyên cụ niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tốt nhất. Hãy xem kỹ những video hộ niệm giảng sanh để học cách khai thị, hướng dẫn, chăm sóc người bệnh giảng sanh. Nếu chưa từng hộ niệm qua, thì tìm xem những cuộc nói chuyện về hộ niệm của Diệu Âm. Diệu Âm chỉ có một đề tài duy nhất là niệm Phật hộ niệm giảng sanh. Nói đi, nói lại, nói tất cả những gì cần thiết liên quan đến việc hộ niệm. Xin xem qua để tìm hiểu thêm. Người hộ niệm phải có khả năng khai thị, tổng quát, cần phải vui vẻ, tin tưởng, nói năng phải thoải mái. Nói chung, luôn luôn có trạng thái tích cực, trực tiếp, đơn giản, hết lòng nâng đỡ, động viên tinh thần người bệnh vươn lên, làm cho người bệnh không sợ chết, coi cái chết nhẹ nhàng. Hơn nữa, coi việc xả bỏ báo thân này là cơ hội tốt để giải thoát, để được sớm vãng sanh về giới A-di-đà Phật. Khai thị là nói thẳng vào trọng tâm, gỡ những cái rối tại chỗ, khuyên buông xả để niệm Phật, chứ không phải thuyết giảng đạo lý. Đừng dùng đến những danh từ khó hiểu hay những thuật ngữ cao siêu mà gây loạn tâm người bệnh. Đừng có những lời nói, cử chỉ, hành động nào u sầu, buồn thảm, bực tức, lo lắng, rơi lệ. Vừa nói, vừa khóc trước mặt người bệnh. Không cần những lời chúc tụng, đẩy đưa. Không cần những lời thăm bệnh, nóng lạnh, cầu may. Vì những điều này, nếu sơ ý đưa ra, sẽ tạo sự quyến luyến, tiêu cực, sợ chết, tham chấp, thân mạng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý bệnh nhân. Người thân thường xuyên lạy Phật, cầu xin tam bảo gia trì, cầu sám hối thay cho người bệnh, nên thường phóng sanh để hồi hướng công đức cho cụ, được giải nhiều ách nạn mà giảng sanh. Tụng kinh, tụng chú đều tốt, nhưng không tốt bằng mời các nhóm hộ niệm đến khuyên giải và hộ niệm cho cụ. Hộ niệm là khuyên giải người bệnh mạnh dạn buông xả tất cả để niệm Phật cầu giảng sanh, chứ không phải chờ chết rồi đến tụng kinh cầu siêu. Nếu không có ban hộ niệm thì người trong gia đình nên chia phiên nhau, vừa chăm sóc vừa niệm Phật với cụ. Mỗi lần có được hoặc một hoặc hai hoặc ba người đều có thể hộ niệm được. Người bệnh phải tin tưởng, phát nguyện tha thiết, niệm Phật thành tâm, đây là điều tiên quyết. Nếu người trong gia đình tin tưởng, quyết lòng hỗ trợ, cộng với có sự hộ niệm tốt, thì có rất nhiều cơ hội cho cụ được giảng sanh. Ra đi thoại tướng sẽ tốt đẹp, bất khả tư nghị. Hãy tin tưởng thật vững chắc vào câu Phật hiệu A-di-đà, tin vào đại nguyện của Đức A-di-đà mà cứu cụ. Nhất là phải tìm mọi cách khuyên nhắc cụ tin tưởng vào sự cứu độ của A-di-đà Phật, buông xả tất cả để tha thiết cầu giảng sanh. Cố gắng dành hết thời gian niệm câu Phật hiệu A-di-đà. Được vậy là cơ hội cho liên hương cứu độ người mẹ nuôi rồi đó. Nếu không tin, không chịu làm theo, thì Diệu Âm này không biết cách nào khác hơn. Chúc cụ sớm thoát nạn sanh tử. A-di-đà Phật. Diệu Âm kính bút. Ngày 19 tháng 1 năm 2009. Hãy chuẩn bị sự hộ niệm. Hỏi:
Em nghe mẹ em kể, anh Diệu Âm có tiếp xúc với người chị bà con bị bệnh ung thư. Nhờ thành tâm niệm Phật nên bệnh đã lui. Nhưng lại nghe anh Diệu Âm dặn rằng khi nào sắp giảng sanh, hãy báo cho anh biết để anh tổ chức hộ niệm từ xa. Tụi em có thể làm gì để giúp đỡ chị ấy được chắc phần giảng sanh? Trả lời: chuyến về Việt Nam ngày 11 tháng 8, Diệu Âm đã tiếp xúc được người chị bị bệnh ung thư mà được hết bệnh của bác sĩ. Thật là vui. Chị đó rất vui mừng khi gặp Diệu Âm và nói chuyện rất nhiều về bệnh tình của chị. Bây giờ chị giác ngộ nhiều về đường tu hành, tin tưởng Phật Pháp rất cao, rất thành tâm niệm Phật. Diệu Âm xin kể sơ lại một đoạn nói chuyện cho bác sĩ nghe. Diệu Âm hỏi: chị bị ung thư và bây giờ hết rồi hả? Dạ. Chị niệm Phật bao lâu? Dạ khoảng 7 tháng. Bây giờ chị vui lắm phải không? Dạ rất vui. Chị tin Phật Pháp chưa? Em tin tuyệt đối. Em quyết định niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương. Bây giờ chị có còn sợ chết nữa không? Em không sợ chết, mà em còn muốn giảng sanh sớm nữa. Ở đây làm chi cho khổ? Ngày nào còn sống em niệm Phật, ngày ra đi em theo A-di-đà Phật về Tây Phương. Nhớ nghe, trước khi giảng sanh, nếu có thể thì chị nên cho tôi hay giới. Tôi sẽ cố gắng giúp chị bằng cách giới thiệu hoặc mời những ban hộ niệm họ tới hộ niệm cho chị. Phải cẩn thận hộ niệm mới dưỡng tâm. Dạ. Câu chuyện là như vậy, chứ tôi không có nói báo cho tôi biết để tôi tổ chức hộ niệm từ xa đâu. Hộ niệm cho người bệnh giảng sanh cần phải ở bên cạnh bệnh nhân, khai thị, hướng dẫn, hóa gỡ chướng ngại nếu có, và niệm Phật thành tiếng để hỗ trợ cho họ mới được. Chứ ở xa thì nhiều lắm là chỉ hồi hướng công đức mà thôi. Trên thực tế đã nhiều lần Diệu Âm được các ban hộ niệm hoặc thân nhân ở xa điện thoại tới nhờ Diệu Âm nhắc nhở hướng dẫn, khuyên giải cho bệnh nhân qua điện thoại thì có. Đây chẳng qua vì sự nể nang, tin tưởng hoặc tình cảm mà thôi. Chỉ để góp sức cứu người, tôi cũng không câu nệ và thường vui vẻ để góp công hùng phước, tạo thêm tín tâm cho người bệnh vững tâm niệm Phật hầu được giảng sanh. Đây là đòn tâm lý, chứ chính Diệu Âm này không có khả năng đặc biệt nào cả. Xin bác sĩ đừng hiểu lầm. Người chị bị bệnh ung thư tới giai đoạn chót, nằm chờ chết. Chị biết buông xả, phát lòng niệm Phật, cầu giảng sanh và được hết bệnh. Thật ra điều này chính là vì mạng số của người chị chưa hết. Giả như chị không niệm Phật thì đến nay chị cũng chưa chết, nhưng chị bị đau đớn đến mê man bất tỉnh, xỉu lên xỉu xuống trên giường. Chị phải chịu cảnh khổ này qua nhiều năm tháng. Cái khổ nạn nói sao cho xuể. Thế nhưng nhờ chị thành tâm niệm Phật, quyết buông hết để cầu giảng sanh, do chị làm đúng theo pháp niệm Phật nên nghiệp bệnh của chị tự nhiên thuyên giảm. Trong pháp hộ niệm giảng sanh, chư tổ trong Tịnh Tông thường nói thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu thân mạng chưa hết thì tự nhiên hết bệnh, nếu thân mệnh đã mạng thì được Đức A-di-đà phóng quang tiếp dẫn giảng sanh. Hiện tượng hết bệnh của người chị của bác sĩ đã chứng minh rõ ràng việc này. Trong một thời gian ngắn ngủi nói chuyện với chị, Diệu Âm giải thích thêm về hiện tượng này cho chị hiểu rằng chị hết bệnh là do lòng chí thành niệm Phật mà được Phật lực gia trì. Thay vì chị phải tiếp tục bị đau đớn thì giờ đây chị được thoải mái để niệm Phật. Tôi khuyên chị hãy vững tâm niệm Phật cho đến ngày mãn cuộc đời. Chị có hứa sẽ quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Trường hợp của chị, khi phần số mãn thì có thể bệnh sẽ tái phát, và theo dịp đó chị giảng sanh luôn. Rất nhiều trường hợp buông xả niệm Phật cầu giảng sanh mà hết bệnh. Có người hết bệnh 1 năm rồi tái phát để giảng sanh, có người 2 năm, 3 năm, 4 năm, vân vân. Và đã có người niệm Phật hết bệnh luôn, hơn 15 năm qua vẫn đang còn sống. Ví dụ như ông Lý Mộc Nguyên ở Singapore đến nay vẫn còn sống. Câu Phật hiệu nhiệm màu bất khả tư nghị,
mong cho ai biết được những tin tức này phát khởi tính tâm vững mạnh, thành tâm niệm Phật, thành tâm thì sẽ có cảm ứng. Chưa nên nghi ngờ, cái mạng này sống chết đã có số phận. Người thành tâm niệm Phật có thể cải đổi mạng số, đổi cái thân nghiệp báo thành cái thân nguyện lực. Đừng chấp vào cái túi thịt này mà bị chết, bị khổ ải trăm bề. Hãy phát tâm cứu độ chúng sanh, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cái thân này trở thành thân nguyện lực vậy. Hỏi: bây giờ có thể làm gì để giúp đỡ chị ấy được chắc phần vãng sanh? Trả lời: cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho chị niệm Phật. Nếu có thể, bác sĩ nên giúp cho chị một niệm Phật đường nho nhỏ. Ví dụ, sửa sang một căn phòng nhỏ, gọn gàng, sáng sủa, trang nghiêm, để giúp chị có chỗ an ổn niệm Phật. Và nhân tiện, chị có thể hướng dẫn gia đình và vài người trong làng cùng niệm Phật. Chính nhóm nhỏ người này sẽ là ban hộ niệm giúp chị vững vàng vãng sanh, và giúp người khác trong làng khi lâm chung được vãng sanh Cực Lạc. Công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Diệu Âm, 20 tháng 1 năm 2009. Nhờ thiện căn và phước đức đầy đủ. Hỏi: thật rất tiếc Khánh Ngọc đã không có phước để biết anh sớm hơn. Vì khoảng đầu tháng 8 năm 2005, ba Khánh Ngọc và Khánh Ngọc có đi một vòng thăm vài trại mồ côi quanh thành phố Hồ Chí Minh, mà lại không nghe ai nói gì về kinh nghiệm của vấn đề trợ niệm. Sau đó không lâu thì ba Khánh Ngọc mất, và tụi tôi lại một lần nữa lầm lỡ một việc làm nghiêm trọng này. Đi đến bây giờ luôn mang trong lòng tội bất hiếu và nỗi ân hận dày dò đến rướm máu. Lastman khi nghe được cuốn Khuyên Người Niệm Phật của anh, gia đình Khánh Ngọc cảm thấy buồn lắm. Mấy đứa em Khánh Ngọc in ra rất nhiều, đem đưa hết cho Phật tử các chùa, rồi nhắc tất cả phải nghe cho kỹ để còn làm đúng như vậy, hầu mang lại lợi ích cho người mất. Trả lời: một người trong một đời này có phước phần được hộ niệm lúc lâm chung không phải là sự ngẫu nhiên, mà do nhân lành tu được trong nhiều đời kiếp trước. Do đó được vãng sanh, suy cho cùng cũng đều có nhân quả. Chúng ta đều dựa vào nhân và duyên của một người mà giúp họ hưởng quả báo tốt đẹp mà thôi. Tin được pháp môn niệm Phật khó lắm. Một người khi gặp pháp niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ mà không tin là chuyện thường, vì con người trong thời này rất thiếu thiện căn. Chính vì thiếu thiện căn đã xui khiến họ nghi ngờ pháp Phật, không chịu nương theo lời Phật dạy. Ngược lại, những sự lý luận thường tình của người thế gian lại hấp dẫn họ. Ví dụ có người nói rằng sống mà không lo chuyện thực tế, lại cứ nghĩ đến chuyện hão huyền trong tương lai làm chi. Hoặc nếu có Tây Phương thì chư Phật còn phải tu vô lượng kiếp mới về tới đó để thành đạo quả, thì đâu có lý do gì một phàm phu niệm Phật một đời mà có khả năng mơ tới, vân vân và vân vân. Không tin vào câu Phật hiệu là do thiếu thiện căn. Thiếu thiện căn thì dù tu tập có hay cách nào đi nữa, nhiều khi vẫn chỉ lọc vòng trong những thứ phước báo hữu lậu, giả tạm của thế gian, chứ khó có thể thoát dòng sanh tử trong đời này. Người thiếu thiện căn cho rằng thế giới Tây Phương là hảo huyền, nhưng không ngờ chính họ đang bám vào những điều quá hảo huyền để tiếp tục chịu sự huyễn mộng vô thường cay đắng. Đi chỉ vì mê mà mất cơ hội giải thoát vậy. Điều con người đang nghĩ, đang thấy là quá giả tạm mà ít ai ngộ ra. Khi chết đi rồi, tự họ sẽ biết thế nào là thực tế. Nằm dưới nấm mồ hoang lạnh trong nghĩa địa mới biết thế nào là huyễn mộng. Người mê muội mới nghĩ rằng chết là hết. Người giác ngộ phải hiểu rõ rằng cái xác thì rã nát dưới ba tấc đất, nhưng chính con người đó đang bị thảm nạn khổ đau trong các cảnh khổ nào đó, chứ không phải hết. Những cái mà hôm nay họ cho là thực tế thì thực tế này chỉ là những thứ huyễn mộng vô thường. Bên cạnh những điều Phật dạy,
thì họ lại cho là huyễn mộng, không thật, xa vời. Thì cái xa vời ấy lại là rất thực tế mà họ phải chịu đựng qua hàng vạn kiếp. Cho nên sự khác biệt chính ở chỗ mê hay ngộ. Mê cũng ở tại tâm, ngộ cũng ở tại tâm, chứ không phải là những thứ hào nhoáng khoe ra bên ngoài. Mong cho nhiều người sớm ngộ ra đạo lý giải thoát, đừng để quá muộn màng, tội nghiệp lắm. Vì nhiều người còn mê trong cái giả tạm nên không biết đường đi. Chính vì vậy mà Khánh Ngọc mới đi một vòng mà không nghe ai nói gì về kinh nghiệm của vấn đề trợ niệm. Sau đó không lâu thì ba Khánh Ngọc mất, và tụi Khánh Ngọc lại một lần nữa làm một việc lỡ lầm nghiêm trọng này, để đến bây giờ luôn mang trong lòng tội bất hiếu và nỗi ân hận dày dò đến rướm máu. Nghe Khánh Ngọc nói mà Diệu Âm cũng đành nghẹn ngào. Nhiều người tu học Phật mà không tin lời Phật, không truyền bá ý Phật, ngược lại cứ đi truyền bá những thứ tư tưởng, học thuật, kiến giải của chính mình, của thế gian. Thậm chí có người suốt cả một đời tu học theo Phật giáo mà không hề hay biết những điều chính yếu của Phật dạy trong đạo giải thoát, giác ngộ. Đã có nhiều lần Diệu Âm nói chuyện về hộ niệm, khi nghe đến điều này có người đã ân hận, đã khóc nức nở hoặc nghẹn ngào rơi lệ. Họ tâm sự rằng: tôi đã làm điều sai lầm với người thân của tôi rồi. Nếu như tôi nghe được những lời này sớm hơn 2 tháng thì tôi cứu được mẹ tôi rồi. Tôi tu hành đến nay đã 40-50 năm mà chưa từng nghe qua những điều hết sức quan trọng này. Thật là tội nghiệp cho chúng sanh. Có người có phước báo thì thiếu thiện căn, có người có thiện căn thì thiếu phước báo. Người có phước báo thì đường tu trôi chảy, ít chướng ngại, rất dễ tu hành, thuận lợi nhiều mặt. Khi tu được thì họ vội tưởng vậy là đầy đủ, nhưng có ai ngờ rằng có phước báo mà thiếu thiện căn thì đời này dễ tu phước, khó tu huệ. Huệ không tu thì trí huệ có phát sinh, mập mờ đường thành đạo. Người có thiện căn thì trí huệ phát sinh, tin lời Phật dạy, biết đường giải thoát trong một đời này. Nhưng có trí huệ mà thiếu phước báo thì đường tu cũng thường bị chướng ngại, bị nhiều sự cản trở. Thành ra đường thành đạo đôi lúc cũng khó khăn. Chính vì vậy nên chúng ta cần tu cả phước lẫn huệ mới tốt. Vậy xin hỏi, làm sao có thiện căn? Trong kinh Phật dạy: tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Thiện căn ở tại niềm tin. Có thiện căn thì tin lời Phật, tin lời Phật thì tăng trưởng thiện căn. Hãy nhìn vào tính tâm mà biết được thiện căn của một người. Làm sao tu phước báo? Tính di đạo nguyên công đức mẫu. Công đức phước báo nằm ngay ở lòng tin. Người nào cho rằng mình không đủ phước báo thì hãy nuôi dưỡng niềm tin vào pháp niệm Phật, thì tự nhiên phước báo sẽ tăng trưởng. Phước tăng thì thiện căn cũng tăng theo. Phước chí tâm linh, tức thành tâm tu phước thiện, thì tâm hồn cũng linh thông. Như vậy, chính niềm tin là nguồn gốc tạo thiện căn và phước báo. Người có niềm tin rồi thì nhờ đó mà được tăng trưởng thiện căn và phước báo. Khi nhìn những hiện tượng xả bỏ báo thân, chúng ta có thể nhận thức khá rõ ràng. Một người dù ít tu hành nhưng cuối đời phát tâm tin tưởng vững vàng vào pháp niệm Phật và trì giữ câu Phật hiệu mà niệm là nhờ nhiều thiện căn kết tụ lại mà có. Người cuối đời được cơ duyên gặp thiện trí thức nhắc nhở, khai thị, hộ niệm, họ niệm Phật mà vãng sanh là nhờ có phước báo trong nhiều đời kiếp trước tu được đưa đẩy đến. Thiện căn nhiều thì tin tưởng mạnh, phước báo lớn thì lúc xả bỏ báo thân hưởng được nhiều sự an nhiên, bớt phần đau khổ. Người đủ cả thiện căn và phước đức thì ra đi an nhiên và được vãng sanh một đời viên mãn giải thoát. Còn nhiều người tu hành tự thấy mình giỏi, vội vã tự mãn với những chứng đắc của mình,
không tin vào pháp niệm Phật, sau cùng thường bị mờ mịt, không biết tương lai sẽ như thế nào. Nói như vậy, hoàn toàn không có ý nói rằng người lười biếng dễ được vãng sanh. Xin đừng ỷ lại rằng mình có nhiều thiện căn phước đức mà coi thường bị dính phải chông gai. Người cẩn thận tu phước tu thiện sẽ dễ tạo nên duyên thù thắng, để sau cùng có cơ hội được hộ niệm, niệm được câu Phật hiệu vãng sanh cực lạc. Tuy nhiên, cũng nên nhớ điều này: người chết được an lành mà không biết được vãng sanh thì nhờ hưởng phước mà được thiện chung đó thôi. Họ vẫn phải đầu thai lại ở ba đường thiện trong sáu nẻo luân hồi, chứ chưa có phần giải thoát. Vì thế, chết an lành không hẳn là được vãng sanh. Rất nhiều người đã hiểu lầm điều này. Người có thiện căn nhưng nếu thiếu phước báo thì khi xả bỏ báo thân khó được an nhiên, có thể họ chịu nhiều đau đớn. Nhưng nếu họ được hộ niệm cẩn thận, ý chí kiên định niệm Phật cầu vãng sanh, thì họ cũng có cơ may vãng sanh. Hộ niệm thật sự là đại cứu tinh vậy. Nhiều người lý luận rằng một vị nào đó đã tu hành khổ cực suốt đời mà chưa được vãng sanh Tây Phương, thì làm sao một người bình thường chỉ cần được hộ niệm mà có thể vãng sanh? Người có ý kiến này vì chỉ nghĩ tới nhân quả hạn hẹp riêng trong một đời này, chứ chưa hiểu rằng nhân quả thông ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ là vô lượng kiếp trong quá khứ, hiện tại là đời này, tương lai là vô lượng kiếp về sau. Quả báo tùy theo cái duyên mà có thể là hiện báo, sanh báo hay hậu báo. Hiện báo hay còn gọi là hoa báo là nhân đời này hưởng quả trong đời này. Sanh báo là nhân đời này hưởng quả trong khoảng 1, 2 hay 3 đời sau. Hậu báo là quả báo hưởng được từ cái nhân trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Người niệm Phật vãng sanh không ngoài 3 cái nhân quả này. Hơn thế nữa, được Phật lực gia trì nên thành tựu nhanh chóng, viên mãn. Vì nhờ nhân trong vô lượng kiếp quá khứ mà hiện tại họ hưởng quả giác ngộ giải thoát này mà thành đạo, để tương lai vô chung họ đi cứu độ chúng sanh. Lúc đó họ mới biết rõ thế nào là tu hành trong vô lượng kiếp. Người thiếu nhân lành trong quá khứ thì thường mất phần giải thoát trong đời này, để tương lai bị trầm luân trong sáu đường sanh tử. Đây là trường hợp một chúng sanh mãi mãi không bao giờ biết được quá khứ của họ là sao. Nhiều người tu hành mà thiếu mất niềm tin vào lời Phật dạy, làm cho thiện căn phước đức trong nhiều đời kiếp không kết tụ lại được. Dù đôi khi họ đã có rồi, đây là vì hoặc vô tình, hoặc mê muội, hoặc bị ma chướng gạt, làm họ lãng phí mất thiện căn phước đức của họ, để tương lai đành tiếp tục trôi lăn trong sáu đường đau khổ. Tất cả ở tại niềm tin, tin tưởng vững chắc thì có điểm hội tụ tất cả thiện căn phước đức trong vô lượng kiếp, để làm nhân vãng sanh Tây Phương cực lạc trong đời này vậy. Tất cả đều do tâm tạo, cực lạc hay đọa lạc ở ngay nơi tâm. Ngài Trung Phong Quốc Sư nói: A Di Đà Phật là tâm ta, tâm ta là A Di Đà Phật. Cực lạc là đây, đây là cực lạc thế giới, chính là đạo lý này. Nhiều người luận giải đạo lý duy tâm quá siêu hình, quá triết lý, quá cao siêu, quá bóng bẩy. Một người mà mê mẩn vào lý hay luận giỏi rất dễ sinh ra vọng tưởng, quên mất lòng chí thành chi kính niệm Phật, càng mê lý luận tâm càng mờ mịt. Mờ mịt thì mông lung, mông lung thì không có hướng đi nhất định, không biết đâu để nương tựa. Đến khi chết họ tiếp tục cảnh mông lung đó mà đành phải theo nghiệp thọ nạn. Người không biết phương pháp hộ niệm, khi đối diện với người lâm chung thì họ chẳng biết gì để khuyên, chẳng biết đâu để hướng dẫn. Thôi thì định cho người đó thọ nạn trước rồi tính sau. Đau khổ thay, một chúng sanh khi thọ nạn thì phải chịu nạn vạn kiếp khổ đau, thật quá tội nghiệp. Chính vì vậy, người biết đạo phải lo tự cứu lấy mình,
cho nên sơ ý nương nhờ vào ai mà phải ân hận vạn kiếp. Tất cả đạo lý giải thoát đã được Phật dạy rõ ràng, minh bạch. Trong kinh điển, Phật dạy chúng sanh trong thời mạt pháp này hãy quay về niệm Phật để thoát luân hồi. Người niệm Phật quyết cầu vãng sanh tịnh độ thì được vãng sanh thành đạo vô thượng. Đây là tất cả những gì tha thiết nhất của Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng sanh. Nghĩa là niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc chính là chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 28 tháng 1 năm 2009. Làm sao giúp người bị niệm Phật? Hỏi: làm sao giảng giải, khuyên răn cho chồng con và mẹ chồng cùng niệm A Di Đà Phật vì họ là người Mỹ? Trả lời: thật khó khăn lắm đấy. Người Mỹ họ sống theo hiện thực, thích về những gì cụ thể trước mắt, ít khi chấp nhận những hiện tượng xa vời. Sống trong môi trường khoa học vật chất cao, hưởng thụ nền khoa học vật chất, văn học hiện thực, họ rất khó cảm ứng đến những chuyện sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng, thế giới mông huân, vãng sanh Tây Phương. Thành ra rất khó giúp họ khai ngộ. Thôi thì nếu đạo hữu có tâm cứu giúp họ, thì khi làm được chút công đức nào thì âm thầm hồi hướng cho họ, cầu cho họ được cơ duyên tỉnh ngộ đạo pháp. Vì phương tiện thì nên tìm cơ hội gieo duyên lành. Ví dụ khi có đi phóng sanh thì nên mời họ đi theo để coi chơi cho vui. Nếu người có thiện căn nhiều, khi nhìn thấy mình phóng sanh lợi vật, có thể làm họ khơi dậy tâm từ bi. Khi đi chùa thì cũng nên rủ họ theo giới. Đặc biệt nếu có dịp cộng tu niệm Phật, nhất là hộ niệm, thì mời họ đi theo và khuyên họ thành tâm cầu nguyện cho người bệnh. Họ muốn cầu gì đó thì cầu, còn mình thì giảng giải cho họ biết rằng mình cầu Phật A Di Đà, Amitabha Buddha, tiếp dẫn người bệnh sau khi chết được về Tây Phương. Khuyên họ bắt chước niệm theo âm A Di Đà Phật, hy vọng có thể một ngày nào đó sẽ cảm ứng. Khi có người giảng sanh thì giảng sự giảng sanh cho họ nghe, kèm theo video để làm chứng cho sự ra đi tuyệt vời này. Rõ ràng giảng sanh khác với chết, đi là nhờ sự cứu độ của Phật A Di Đà. Dẫn dụ dần dần thử coi chứ có cách nào khác hơn. Một điều chú ý khác, người Âu Mỹ thường thích ngồi thiền hơn là niệm Phật, vì hầu hết họ thấy rằng ngồi thiền có thể giảm bớt những sự căng thẳng trong đầu, làm tâm được an lạc, hoặc dễ thấy được những điều hay lạ ứng hiện rõ ràng nào đó. Còn chuyện giảng sanh thì xa vời quá, lâu quá, đợi đến lúc chết mới đi giảng sanh, ít ai đủ kiên nhẫn chờ. Hơn nữa có thể họ còn ham sống sợ chết, họ cứ nghĩ rằng giảng sanh là chết, chờ chết làm chi, biết bao giờ chết đây, kiếm vài điều hay hay trước không hơn sao. Hồi giờ có thấy ai chết mà giảng sanh đâu. Cũng có thể nhiều người Mỹ hiểu lầm giảng sanh giống như là sanh lên cõi trên, cõi trời, cõi thần, chứ không phân biệt rõ các cảnh giới như người học Phật Á Châu. Họ cứ tưởng Phật A Di Đà giống như một vị thần linh nào đó như các tôn giáo khác thường nhắc đến, chứ có gì đâu đặc biệt, mỗi nơi kêu một tên khác vậy thôi. Điều khó khăn khác, giảng về Phật pháp phải có đủ từ ngữ. Hầu hết người Việt Nam nói tiếng Mỹ không cách nào nói sâu sắc được. Do đó bảo giúp một người Mỹ hiểu Phật pháp rất khó vậy. Trong kinh Phật dạy, thế trí biện thông là một ách nạn cho người học Phật. Người Mỹ đầu óc thực tế, lại có nền khoa học kỹ thuật cao, thành ra tâm của họ khó có thể chuyển hướng về đường tâm linh cao được. Cũng có một số người Mỹ tu học Phật, nhưng cách tu học của họ khác với người học Phật Á Châu. Ở họ có thể thiên về khoa học Phật giáo hoặc là triết lý Phật giáo. Khoa học Phật giáo là người nghiên cứu Phật giáo bằng sự lược lọc kinh sách của Phật theo tấm kính của khoa học, nghĩa là
điều gì hợp với khoa học thì họ tuyên dương, không hợp với khoa học hoặc khoa học không chứng minh được thì họ loại bỏ. Đáng tiếc, khoa học là nghiệm chứng, thuộc về vật chất vô thường. Phật pháp là tâm chứng về sự thật của pháp giới, hai điều khác nhau. Loại khoa học này thường định nghĩa Phật giáo như một thứ đạo đức học hay hội đoàn thiện để khuyên người làm lành lánh ác, làm điều tốt để tạo nên mẫu người hiền lương, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Triết lý Phật giáo thì ngược lại, thuần về học thuật, tư tưởng, duy tâm, khai thác những tư tưởng triết học có tính trừu tượng, cao siêu. Những hiện tượng như học thuyết, triết học, văn thơ bóng bẩy, tư tưởng siêu việt có thể đại diện cho phái này. Ngoài ra, có thể còn thêm một loại khác nữa là hạng người hiếu kỳ, tích điều huyền bí, ảo diệu, thần thông. Loại này thường nghiêng về dị đoan, mê tín, thần học, cầu phép thần kỳ, đặc dị. Họ đã coi Phật giáo như một thứ quỷ thần đạo. Tất cả những hình thức đó không thể gọi là Phật giáo chân chính được. Nói chung, người hiểu Phật pháp theo đúng nghĩa của Phật pháp rất khó tìm ở người Âu Mỹ. Thôi thì cái gì cũng tùy duyên của chúng sanh. Riêng cô Dung, một khi hiểu được sự giảng sanh là thật rồi, thì tự mình phải lo cho chính mình. Đi là điều quan trọng, đừng nên thấy người khác không tin mà mình bỏ đường giải thoát. Nếu tâm không kiên cố thì dễ bị thối lui, lui tuốt tới chỗ khổ nạn, đời đời kiếp kiếp, tương lai rất khó có cơ hội gặp lại câu Phật hiệu để cầu thành Phật đó. Hỏi: sách khuyên người niệm Phật có được dịch sang tiếng Anh không, để cho chúng sanh có thể nghe và đọc mà hiểu ra chân lý của vũ trụ, sự thù thắng của Nam Mô A Di Đà Phật? Trả lời: điều này Diệu Âm đành bó tay, không thể tự giải quyết. Tất cả đều có duyên phận. Nếu một mai nó có duyên với người Mỹ thì tự nhiên có người dịch ra tiếng Anh. Còn khả năng của Diệu Âm không đủ sức làm việc này. Sẵn đây cũng xin báo tin rằng đã có người đang dịch ra tiếng Hoa, tiếng Đức. Diệu Âm thầm cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát gia trì cho công việc này được viên mãn để kết thêm chút duyên với họ. Chúc cô Dung vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Diệu Âm ngày 5 tháng 3 năm 2009. Vấn đề niệm Phật gián đoạn. Hỏi: niệm Phật không gián đoạn, vì thế con cảm thấy lo lắng, băn khoăn, bởi vì con vừa đi làm vừa niệm Phật, vì làm sao mà niệm Phật suốt ngày được? Như vậy là con bị gián đoạn phải không? Trả lời: niệm Phật không gián đoạn là niệm Phật liên tục, không nên có lúc niệm, có lúc không niệm. Tuy nhiên, xét cho cùng thì vấn đề gián đoạn của pháp niệm Phật nên hiểu về lý hơn là sự. Lý niệm gián đoạn chính là người có tâm hồ nghi câu Phật hiệu, không tin rằng pháp môn niệm Phật có thể cứu độ một chúng sanh phàm phu như mình được vãng sanh. Người không tin vào pháp niệm Phật nên họ niệm lấy có, niệm giống như kiểu trả bài, niệm để cầu xin một vài sự an lạc tạm bợ, cầu xin các thứ phước lành nhỏ nhen nào đó, như cầu hanh thông phát tài, cầu buôn mau bán đắt, cầu gia đạo yên vui. Niệm Phật như vậy, về hình tướng nhìn thấy thì có niệm, nhưng thực tế thì không niệm gì cả. Niệm Phật thì không chí tâm, không thành kính. Niệm Phật chưa xong thì đã chuẩn bị niệm cái gì khác, thích tu đủ kiểu, xen tạp nhiều phương pháp. Thì cái gì hay hay cũng muốn nhào vào thử nghiệm, đụng đâu tu đó. Nói chung, người không có một hướng đi nhất định, người không có hướng đi nhất định thì tâm hồn chao đảo, đường tu không chuyên, hướng về mù mịt, thường chỉ nhắm vào những điểm gần gũi tạm bợ, thích chạy theo những thị hiếu giả tạm nào đó của thế gian, chứ không có chí nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
không có lý tưởng vượt thoát sanh tử luân hồi, không tin tưởng một đời này có thể thành đạo vô thượng. Người học Phật như vậy, dù cho bề ngoài nhiều lúc thấy khá hay, nhưng kết quả thường thường vẫn bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, tiếp tục chịu đọa lạc, khó có cơ hội được giải thoát. Vì không có hướng nhất định để đi, nên thường thay đổi cách tu hành. Nay tu cách này, mai tu cách khác. Nghe người ta nói cách nào cũng hay hết, thôi thì gom hết. Không có đường nhất định, nên đường nào cũng đi. Vô tình cứ đi lòng vòng, không có hướng nhất định, nên không có hướng đến. Thành ra không biết sẽ hướng đến đâu. Vì tâm không định nên phải loạn cách tu. Tu không chuyên nhất nên nay niệm Phật, mai không niệm Phật mà niệm thứ khác. Đây chính là gián đoạn trong pháp niệm Phật. Như vậy, gián đoạn chính là tâm không có chủ định. Vì không chủ định nên tâm hồn thường lạc loài, bơ vơ, phân vân, hồ nghi, chao đảo, thiếu lý tưởng. Nói theo kinh Vô Lượng Thọ là tâm bất định. Tâm bất định là tâm vô thường, khó có ngày khai ngộ. Người niệm Phật mà tâm bất định thì dù hình thức có tu giỏi cho mấy cũng bị vướng vào tình trạng gián đoạn. Vậy suy cho cùng, gián đoạn chính là cái tâm đã chuyển hướng, tâm xen tạp. Nói gọn cho dễ hiểu là lý gián đoạn. Sự gián đoạn là người vì chuyện làm ăn, buôn bán, bận bịu công việc, không thể niệm Phật liên tục được. Sự gián đoạn này chỉ là chuyện thường tình, ai cũng có, không ít thì nhiều. Điều này có ảnh hưởng đến việc niệm Phật, chứ không phải hoàn toàn không. Tuy nhiên sự ảnh hưởng này thuộc về công phu tu tập, chứ không phải là chủ tâm xen tạp. Công phu bị ảnh hưởng thì có thể tiến chậm, khó thành tựu đến chỗ niệm Phật thành thục, niệm Phật thành phiến, nhất tâm bất loạn, chứ không phải là tạo chủng tử xen tạp trong tâm. Vì cảnh giới nhất tâm bất loạn, thành thật mà nói, thời bản pháp này khó có thể tìm đâu ra một người đạt được. Tuy nhiên, lâu lâu ta có nghe nói rằng, có người nào đó tự xưng là đã nhất tâm bất loạn thì có, còn thực chất người đó có được nhất tâm bất loạn hay không là chuyện hoàn toàn khác. Nhất tâm bất loạn là cảnh giới chứng đắc tương đương với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của thiền tông, đại khai minh giải của giáo hạ, tam mật tương ưng của mật tông. Cảnh chứng đắc này đã phá được một phẩm vô minh của hạng Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ, chứ không phải là chuyện thường. Chứ vị đại tổ sư mà chưa dám tự xưng là chứng đắc thì đâu có chuyện một người quá hứng khởi tự vỗ ngực xưng tên mà được như vậy. Vì thế bận việc làm không thể niệm Phật liên tục, thì lúc làm việc cứ làm việc, sau đó hãy chọn giờ nào thuận tiện trong ngày để niệm Phật. Hàng ngày công phu như vậy cũng được coi là liên tục. Nếu bữa nay niệm Phật, mai tu cách khác, mốt trở lại niệm Phật, bữa kia lại tìm cái gì mới để niệm. Đây mới chính là niệm Phật gián đoạn. Vì chính cái tâm hộ nghi vào pháp niệm Phật nên mới dây mượn đủ cách. Dây mượn là xen tạp. Lúc xen tạp đó là tâm không còn tin tưởng vào câu Phật hiệu, không còn tin lời Phật dạy, không còn tha thiết vãng sanh Tây Phương. Nói chung, nay muốn, mai không, tức là gián đoạn vậy. Tóm lại, nếu tuấn một lòng tin tưởng, dựng tâm niệm Phật, những tha thiết cầu vãng sanh, những lúc bận việc làm không niệm Phật được, nhưng tâm vẫn giữ một đường niệm Phật, thì không phải là gián đoạn đâu. Đừng nên lo ngại nữa, hãy tùy duyên và an nhiên niệm Phật tiếp nhé. A Di Đà Phật, Diệu Âm, ngày 19 tháng 3 năm 2009. Phá chấp trước. Hỏi: pháp môn Tịnh Độ hay nhắc đến phá chấp trước. Thưa, chấp trước có phải là chấp nghề đến tham sân si mạn nghi ác kiến phải không ạ? Nếu vậy thì ý nghĩa của chữ chấp trước rộng quá và cao quá, không dễ gì mà buông xả được một sớm một chiều. Trả lời: đúng vậy.
Nói chung chấp trước là tất cả những thứ đó. Không những thế mà còn hơn nhiều thế nữa, là cả một rừng chướng ngại cho người muốn vượt sanh tử luân hồi, chứ không phải là điều đơn giản như nhiều người thường lầm tưởng. Chấp trước còn có những danh từ khác như kiến tư hoặc, phiền não hoặc, nghiệp hoặc. Kiến tư hoặc nghĩa là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là những điều còn thô tháo như ngã kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, những tật đố, cạnh tranh, ganh tị, thị phi, tốt xấu, khen chê, thương ghét, đều là kiến hoặc hết. Kiến hoặc tùy theo Nam Tông hoặc Bắc Tông mà có sự phân chia hơi khác nhau một chút. Có tông phái nói có 88 phẩm, có phái nói tới 112 phẩm. Tư hoặc thuộc về ý niệm, tình cảm, những động niệm tế di hơn ở trong lòng. Cũng tùy theo Nam Tông hoặc Bắc Tông mà tư hoặc cũng được phân chia khác nhau. Các phái Nam Tông chia thành 10 phẩm, Bắc Tông chia thành 16 phẩm, có nơi chia ra đến 81 phẩm. Chấp trước là nhân tạo ra nghiệp sanh tử đọa lạc trong tam đồ lục đạo. Còn chấp trước còn nghiệp lục đạo. Người chưa phá được chấp trước thì không ra khỏi lục đạo. Hơn nữa, chính chấp trước là nhân tạo ra nghiệp sanh tử luân hồi. Thành ra người chấp trước phải theo nghiệp mà thọ báo trong tam giới, chứ không thể chứng đắc, chưa thể thành đạo. Chấp trước là chướng ngại chính của hàng phàm phu. Còn chấp trước tức là còn phàm phu, chưa thể thành thánh nhân được. Người nào phá được chấp trước, cả kiến hoặc lẫn tư hoặc, thì mới thoát được sanh tử luân hồi, chứng đắc quả A-la-hán. Cửa ải này là mốc điểm then chốt phân biệt giữa phàm phu và thánh nhân, vô cùng khó khăn. Đối với hàng phàm phu tục tử như chúng ta thì vấn đề phá chấp trước coi như vô phương giải quyết. Nhiều vị tổ sư đức cao trọng vọng mà các ngài vẫn phải than rằng một vài phẩm kiến hoặc không phá nổi. Đây là sự thật chứ không phải nói đùa. Chính vì vậy, khi tu hành chúng ta phải thật cẩn thận. Nếu sơ ý thì tu hành đến vạn kiếp cũng không thoát khỏi trần lao. Vì nên nhớ, đã là phàm phu thì khó có thể mơ đến ngày phá hết nghiệp để thoát dòng sanh tử. Nhiều người sơ ý phát nguyện tu hành tốt để trả cho hết nghiệp. Nguyện như vậy nghe qua thì hay lắm, nhưng kết cục thì đời đời kiếp kiếp bị kẹt trong tam đồ lục đạo. Tại sao? Vì chấp trước không thể phá được thì nghiệp chướng vẫn còn. Nghiệp chướng còn thì nó sẽ tìm cơ hội tăng trưởng. Một đời nhiều hơn một đời, làm sao thoát tam giới? Trong kinh Đại Tập, Phật nói vạn ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc. Câu này Phật nhắc nhở cho người tu hành mà không biết cách đó. Như vậy, chẳng lẽ hạng người hạ căn như chúng ta đi, dù có tu hành cũng thành vô ích sao? Không phải vậy đâu, vẫn có cách cho tất cả mọi người được vững vàng thành đạo, miễn sao chúng ta quyết lòng nghe lời Phật dạy, coi kinh điển cho thật kỹ, đừng sơ suất. Hãy thành tâm y giáo phụng hành thì pháp Phật chắc chắn giúp ta liệu thoát sanh tử trong một đời này. Vì cũng trong kinh Đại Tập, Phật có nói người nào nương theo pháp niệm Phật thì thoát luân hồi. Đây chính là lời Phật dạy. Như vậy, pháp niệm Phật thật nhiệm màu, quá di diệu, có thể cứu được người tội chướng sâu nặng. Và đây chính là chìa khóa để thành đạo cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp. Phá chấp trước tức là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp có hai cách: diệt đoạn và phục đoạn. Diệt đoạn là diệt cho sạch hết nghiệp chướng, như nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc, diệt cho hết rễ. Công phu này cần cho người tự tu tự chứng thành bậc tu vô lậu, rất khó. Chỉ có hạng Bồ Tát thượng căn thượng trí mới làm nổi, còn người hạng căn phàm phu thì vô phương. Một người căn tánh hạ liệt mà không biết tự biết khả năng của mình, muốn mong cầu diệt đoạn chấp trước cho đến nghiệp sạch tịnh không thì thật là điều vọng tưởng, hão huyền, không thực tế.
Nếu không quán xét kỹ căn cơ của mình là đâu mà liều lĩnh thực hành các pháp không hợp căn cơ, thì dù có tu hành cách nào đi nữa, sau cùng cũng đành luống công mà thôi. Phục đoạn là cách phủ phục nghiệp chướng, chận nghiệp lại, đừng để nó hiện hành. Thông thường thì đây chỉ là cách hành trì của bậc tu hữu lậu trong tam giới, nghĩa là cách tu không thoát dòng sanh tử. Nói rõ hơn, phục đoạn chỉ là thứ công phu có vẻ yếu đuối của hạng phàm phu. Chỉ cố gắng kiềm chế đừng cho nghiệp chướng tung hoành, giống như lấy đá đè cỏ, không cho cỏ ngóc đầu lên. Công phu này không thể thành tựu được đối với người tự lực tu chứng, vì đè cỏ thì cỏ tạm thời không mọc được, nhưng mầm cỏ vẫn còn đó. Nó sẽ len lỏi tìm cách chui ra. Một ngày nào khi có cơ hội thuận lợi, chắc chắn cỏ sẽ vượt lên. Không những thế, một khi đã vượt lên thì vượt rất mạnh, không cách nào cứu nổi. Cũng giống như đè nén cái lò xo, khi sức mình bị đuối rồi không nén nổi nữa thì cái lò xo sẽ bật lên và bật rất mạnh. Lúc đó khó có gì kịp chống nổi. Tuy nhiên, phục đoạn lại có hữu dụng và rất thuận lợi đối với người niệm Phật cầu vãng sanh. Vì so với diệt đoạn thì pháp phục đoạn đương thời dễ hơn rất nhiều. Chỉ dùng câu Phật hiệu phủ lấp nghiệp chướng lại là được. Nói cho dễ hiểu hơn, mỗi khi nổi lên chấp trước, ghét thương, giận hờn, bực tức thì đề khởi câu Phật hiệu, cứ cố gắng cất lời niệm Phật lên thì tự nhiên phủ được cái mầm chấp trước. Chỉ cần phủ chấp trước mà niệm Phật cầu vãng sanh thì sau cùng được vãng sanh về Tây Phương. Đây là đới nghiệp vãng sanh, chứ không phải diệt sạch nghiệp để chứng đắc. Đới nghiệp là mang khối nghiệp đi vãng sanh về với Đức A-di-đà. Ngài cho phép chúng sanh làm vậy, Ngài có cách cứu chúng sanh từ hàng phạm phu thành bậc chánh giác bằng con đường này. Nên nhớ, chỉ có pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới có phước phần đới nghiệp vãng sanh. Vãng sanh thì một đời thành tựu đạo quả. Hỏi rằng, nếu phủ nghiệp không được thì làm sao? Hãy cố gắng phủ, phủ được tới đâu hay tới đó, phủ càng nhiều càng tốt. Đây là công phu của mỗi người phải tự lo lấy. Phủ trọn vẹn thì an nhiên tự tại vãng sanh, phủ nhiều thì thành công dễ, phủ ít thì khó khăn hơn cho chính mình ở lúc lâm chung. Muốn chọn cách nào thì chọn. Muốn an toàn thì mỗi người tự cố gắng lên. Còn như muốn bị nhiều chướng ngại thì cứ tu lai rai, tu tà tà. Nếu cuối cùng bị nhiều trở ngại, mất phần giải thoát thì phải tự chịu lấy thôi, không trách ai được. Giả như sợ rằng mình bận bịu công việc, công phu yếu, phủ nghiệp không được nhiều, đè nghiệp không mạnh, nếu sự lo lắng này chân thành thì đây cũng là một điều hay. Vì có lo lắng như vậy mới cố gắng tu hành tinh tấn hơn, buông xả trần lao nhiều hơn và cẩn thận chuẩn bị kỹ hơn cho ngày lâm chung của mình. Chuẩn bị làm sao? Hãy kết nhóm với nhau, cỡ 5-10 người cùng tu chung với nhau, hỗ trợ nhau, quyết tâm hộ niệm cho nhau, lúc bỏ báo thân. Đây là điều tối cần thiết, không thể thiếu, không thể lơ là xem thường được. Niệm Phật và được hộ niệm cẩn thận thì như chư tổ nói, mua người niệm Phật, mua người được vãng sanh. Trong những năm qua ở Việt Nam, rất nhiều người niệm Phật và được hộ niệm đến khi xả bỏ báo thân, để lại thoại tướng tốt đẹp mà trước đây khó có cơ hội được thấy qua. Trong đó chắc chắn rất nhiều người đã có phước phần vãng sanh cực lạc. Thật bất khả tư nghị. Thực sự, hộ niệm là đại cứu tinh cho tất cả mọi người. Đây là chỗ thù thắng nhất của pháp môn niệm Phật, đã cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh vãng sanh về Tây Phương cực lạc, bất thối thành đạo vô thượng. Trở lại vấn đề phục nghiệp để vãng sanh, đây là điều mà ai cũng có thể làm được. Nói cụ thể một chút cho dễ hiểu: một là ăn ở hiền lành, đừng nghĩ tới nghiệp nữa; hai là thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu vãng sanh cực lạc, đừng nghĩ tới nghiệp chướng nữa,
để quên luôn cái duyên xấu đi. Cái duyên xấu hay duyên tốt đều từ chính cái tâm tạo ra. Nghĩ điều xấu thì duyên với điều xấu, duyên với điều xấu thì tạo nên nhân xấu, nhân xấu mới kết bè với nhân xấu cũ, tất cả dễ cùng khởi lên, làm cho chúng ta ức chịu quả báo xấu. Ăn ở hiền lành, làm thiện làm lành là tạo phước, tạo nhân tốt. Duyên tốt thì hợp với nhân tốt, nhân tốt mới và nhân tốt cũ hiện hành sẽ dễ hưởng quả báo tốt. Duyên xấu không có thì nhân xấu cũng khó kết thành quả xấu. Trong lúc đó, chúng ta thành tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ là tích cực phủ phục tất cả nghiệp duyên. Đây là điều mà chúng ta cùng lúc tạo được vừa nhân, vừa duyên, vừa quả cực lạc. Nhờ nhân duyên này cảm ứng đạo giao hợp với đại nguyện của A-di-đà Phật, Ngài sẽ ứng hóa tiếp độ chúng ta về Tây Phương. Được giảng sanh xong thì gặp Phật A-di-đà. Chư Tổ nói gặp được A-di-đà Phật rồi thì lo gì mà không thành đạo. Vì thì muốn một đời này khỏi bị nghiệp báo nó lôi cổ vào chốn tam đồ khổ nạn thì chúng ta hãy nên tu hành một cách hết sức căn bản. Các việc ác không làm, các việc thiện cố gắng làm. Làm thiện nhưng đừng chấp trước vào việc thiện nữa, để giữ tâm thanh tịnh. Chính tâm hồn thanh thản, vui tươi, ngày ngày niệm Phật là điều tối quan trọng để giải thoát. Cụ thể là bắt đầu từ nay, chúng ta hãy ăn ở hiền hòa, vui vẻ, tập buông xả nhiều một chút. Ví dụ người hay cạnh tranh, ganh tị, ưa nói xấu người này, chửi người nọ, đây là điều không tốt, là người không tốt nên tránh. Chúng ta là người đang tập tu hành, đang tu hành vì chính ta có nhiều lỗi lầm. Hiểu được như vậy, khi thấy người khác có lỡ lầm điều gì thì hãy nên biết thông cảm, tha thứ cho họ. Người có tâm hồn như vậy thì Phật giáo gọi là người có lòng từ bi, Nho giáo gọi là đấng trượng phu quân tử, người thế gian gọi là người tâm tính rộng rãi. Hòa thượng Tịnh Không nói, dẫu cho một người đại xấu đi nữa thì ít ra họ cũng có 10% tốt. Hãy tiếp cận họ bằng 10% tốt đó. Vì vậy, Ngài là người có lòng từ bi. Còn chúng ta, hãy thấy ai làm điều gì chưa biết là tốt hay xấu, cũng lo chê trước, tìm cách nói xấu trước. Vì thì chính ta là người chấp trước quá nặng, ta chấp trước nhiều quá. Suy cho cùng vì chính ta là người xấu, chấp trước rất tổn hại cái đức của mình. Vì thì càng chấp trước càng xấu, không hợp với người tu hành. Ấn Quang Đại Sư dạy tồn thành là giúp cho người thành công điều thiện mỹ. Nếu ta làm được điều tốt thì hãy cố gắng làm, nếu làm không được thì cũng nên có tâm tán thán những điều tốt của người khác. Thành tâm tán thán sẽ chia được một phần phước báo của họ. Còn người cứ thấy ai làm bất cứ điều gì chưa biết là tốt hay xấu cũng đều chê bai, đố kỵ, thì Ngài Ấn Quang nói đi quả là hạng người tiểu nhân. Phá chấp trước chính là phá bỏ những tật đố này vậy. Vì thì một việc trước đây làm cho ta cảm thấy khó chịu, nay hãy coi nhẹ nó đi. Cái gì cũng coi nhẹ lại một phần thì ta cảm thấy thoải mái một phần. Coi nhẹ 2-3 phần thì ta cảm thấy thoải mái hơn 2-3 phần. Cố gắng xem mọi việc đều nhẹ nhàng thì ta càng ngày càng vui hơn, tâm hồn an nhàn thanh tịnh. Đây là ta đang tích cực phá chấp trước đó. Người thoải mái lúc nào khuôn mặt cũng tươi hơn, lòng từ bi thương người lớn hơn, tâm hồn vị tha hơn, dễ được cảm tình hơn, dễ kết được nhiều bạn lành hơn. Chính nhờ vậy mà sự nghiệp của họ hanh thông, dễ thành công hơn. Đối với người niệm Phật, sự thành công vĩ đại nhất là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn được vậy thì không có gì bằng buông bỏ những tật đố tầm thường, ngày ngày niệm Phật, phát tâm giảng sanh tha thiết. Chắc ăn hơn nữa, hãy tạo một nhóm nhỏ cỡ 5, 10, 15 người cùng một chí hướng giảng sanh hợp lại để niệm Phật chung với nhau.
hãy chuẩn bị hộ niệm cho nhau khi cần thiết. Được vậy chắc chắn được vãng sanh, ai ai cũng được thành tựu đạo quả. Chúc tất cả đều viên mãn đại nguyện. A Di Đà Phật. Diệu Âm ngày 27 tháng 3 năm 2009.